shopnow.vn, à click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về việc nước Bera. Trời ơi. Ôi giời ơi. Kéo vào, đấm lướt vào đây. Kéo. 1, 2, 3. Đầu sẽ không kéo ạ. Không kéo là một đấm vào mông, là hai đấm là sai đấm này. Nào, như đòn với mình này. Hôm nay mình sẽ đấm cái vị tướng ra này cho các bạn xem nha. Ở đấy tính làm clip về bên Na cơ, nhưng mà ghê quá cơ các bạn ạ. Trời ơi, Na dạo này hot king, không bị cấm thì cũng bị người ta lấy mất. Căng quá, quá căng luôn. Một đấm này, đấm một phát thứ hai này. Rồi, ra đây nào. Kéo phát nữa là bạn ấy chết luôn. Kéo phát nữa là ngòm luôn. Kéo phát nữa là... Chết chưa? Không chết à? Căng thế nhá. Rồi, núp vào đây coi. Bé thu nè. Ôi giời ơi. Chết tôi. Hay quá nơi. Bốp nè. Mẹ này sút cho một phát nè. Ui ơi, đang tính đẩy về mà. Mình chơi ra không hay cho lắm các bạn ạ. Nhưng mà đôi lúc mình cũng phải trải nghiệm. Tại vì những con tướng nào mình chơi không hay, mình cũng muốn trải nghiệm cho nó, cho các bạn biết mình đánh gà cỡ nào. Ra ta xém nó ngõm rồi. Ý, cũng quá này. Cái thần trướng. Không được thần trướng các bạn ơi. Ê. Quá choáng lâu dữ vậy ta. Ôi thốn. Cái địch mạnh này nó chết tóc biến chạy rồi. Khó chơi quá. Gặp ngay bé này, bé chơi Florentino cực đại rồi các bạn ơi. Hay quá. Sorry các bạn nha. Tại vì thường thường thì mình sẽ úp cái clip này ở trên kênh Anh Ngạo lúc 15 giờ là cũng như là 3 giờ chiều ấy các bạn. Nhưng mà tại vì lý do hôm qua mình quay cái MV Xuân nó kiểu như mệt mỏi quá ấy. Thế là mình ngủ sớm. Không phải mình muốn ngủ muộn, mình làm xong clip xong mình úp đúng giờ cơ. Nhưng mà vì cái lý do mình mệt quá, không thể nào mà mở mắt ra được. Thế là mình ngủ quê luôn các bạn ạ. Ngủ quê nên là trèo luôn. Eo ơi. Thế là mình úp clip này muộn so với những thường ngày một chút. Mong các bạn thông cảm nhá. Đôi lúc thì mình cũng hơi đuối ấy. Quá sức của mình tâm ra thì mong các bạn thông cảm. Yên tâm, từ ngày mai trở đi sẽ đúng giờ đúng giấc. Tại vì công việc của mình cũng xong hết rồi. Mai thì mình sẽ đi dựng cái MV Xuân đó. Mất một ngày. Nhưng mà yên tâm, tối nay mình sẽ làm clip về ngày mai tròn trịch cho các bạn đầy đủ. Không thiếu một cái nào trên kênh YouTube mà Anh Hảo. Còn cái Anh Hảo Live thì tạm thời đóng băng các bạn ạ. Tạm thời đóng băng hình như là hơn một tuần rồi đấy. Tại vì mình đủ các loại công việc dồn lên người. Tết gần Tết rồi các bạn. Nó bận quá đâm ra mong các bạn thông cảm nha. Tết này sẽ đầy đủ các bạn. Vừa live stream vừa đủ cái clip trên các kênh luôn. Ê, các hàng về. Chơi nè, một em đây, vô bắn ơi. Cháy rồi. Ây da, mình chơi hay phết nha. Cứ tưởng mình đánh ra nó gà. Nhưng mà ai ngờ không ngờ mình cũng hay ý chứ đùa đấy ạ. Ê giời, ngoan. Từ nha. Vừa gọi là bận này, vừa nó ngủ dậy một cái. Ui dồi ôi, nó đau hết cả người. Eo sợ thế, không biết được chứ. Chả hiểu sao, nhưng mà bây giờ thì đỡ rồi. Cố gắng tối nay mình sẽ làm clip ngày mai. Ui ôi, ngày mai, tại vì ngày mai mình bận đi ấy. Trong thời gian tới thì các bạn có một cái MV Xuân xinh cho các bạn tặng các bạn nha. Cái này thì mình cũng đã tính từ trước rồi. Tuần ra xong thì mình cũng đã lên lịch xong xuôi hết rồi. Đó, yên tâm, trời có màn vũ đạo gọi là đầy kịch tính luôn. Hấp dẫn luôn. Ôi, vào đây này. Hút nó đi. Tìm heo nào. Phải để ông crack ông hút rồi mà. Sao đâu phải bổ mình được ta. Kỳ trời. Hình như hút hụt hay sao á. Mình chủ quan quá. Mình cứ nghĩ rằng crack là mình phải đến hút rồi mình đá thế nào. Đá nó không bổ được mình đâu. Ai ngồi đổ bổ phát loài vèo ra. Chán thế cơ chứ. Thế là vỡ mồm luôn. Ok, Florentino kìa. Này thì Florentino với chúng nó né hết luôn. Ê, sao bên kia đánh hay thế. Trời ơi, Florentino đem bạn nó đánh hay vãi luôn. Rồi, gặp cứng cựa luôn rồi. Gặp thứ dữ luôn rồi các bạn ơi. Chết rồi. Đã chơi ra yếu đuối như thế này rồi. Lại gặp ngay cái tem bạn đánh hay nữa. Xong rồi. Xong bé rồi. Bé hơi quá rồi, bé toang rồi. Chơi nè, núp trong bụi lùm nè. Ý giời, tưởng bé không biết hả bạn. Đừng có giỡn mặt nha. Giời, bạn ấy cứ tưởng mình dễ ăn lắm.
có đâu, tớ thấy bạn núp trong bụi luồng đấy. Nhưng mà tớ chỉ nói bừa thế thôi, chúng không chúng chúng thôi, anh ơi chúng thiệt. Gặp ra ta khó ăn đó các bạn. Tại vì mình chơi ra nó không có hay. Nếu mà mình chơi hay thì mình cũng không sợ ai đâu. Nhưng mà chơi ra ta, mình chơi ra không hay cho lắm. Trốn trong bụi lùm đúng không? Ôi, 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 chạy, hú hồn xém chết. Ôi. Úi trời, sao lại nó bay dữ vậy trời? Mày bay cái gì mà nửa bàn đồ vậy mày? Con khốn nạn bay dữ vậy. Ôi, cánh của nó bay chiêu. Được rồi, được rồi. Nhớ mặt nhau đấy nha. Tí nữa ta xem mày chết. Khốn nạn này. Ôi, nó bay dữ dằn vậy ta. Ôi, bay quá trời bay luôn. Hôm trước thì có một bạn có mấy bạn bạn đã bình luận kêu mình làm clip về vị tướng Zata đi. Em đang tập bay. Mình nói thật với các bạn luôn nhá. Mình bay có biết bay đâu. Ý là mình vẫn chưa làm clip đó được. Từ từ đã, trời thời gian rảnh thì mình sẽ làm cho các bạn xem sau. Cứ từ từ rồi khoan không dừ. Nói chung là trước khi bay thì mình cũng phải tập bay cho nó thuần thục cái đã thì mình mới làm clip được. Chứ nếu không vào ngơ ngơ ngáo ngáo. Trời ơi, phê mặt này. Ôi giời ơi, thế là thế nào nhỉ? Nào, đẩy về này, boang đầu này. Rồi xong bố ăn hết mạng hết trơn luôn. Bố ăn hết trơn luôn. Rồi lại ra ta này, này thì bay với chúng tôi này. Này thì bay này, bay. Rồi nó lại liều mình chết nữa rồi. Căng thế nhờ. Ủi anh má lốc kìa. Sao anh có thể không muốn không hay được vậy? Ái chà chà. Căng nhờ. Má lốc thèm bạn đánh rất là căng luôn các bạn ơi. Mọi người đang xem clip của mình đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hiện tại trên số nick của mình ấy các bạn có rất là nhiều nick mới vừa mới cập bến. Mình vừa mới đăng tải lên ở trong cái mục ạc VIP Liên Quân ấy. Các bạn có thể vào chọn lựa nha. Với mức giá rất là bè bèo 300-400k là các bạn có thể sở hữu được một nick ngon. Yeah, này thì bay này, bay này. Tao quấn mày chết, tao quấn mày chết. Mày bay hổ cái coi. Bay hổ cái coi. Nào nào, bay này. Đấy, nó phải như thế. Đều chết ngay. Giỡn mặt ha bưới. Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Bera Kutel nè. Yo. Cứu Foren coi là. Tứ Foren lại chạy à? À, tính ra là bạn cứu bồ nhưng mà bồ lại chạy đúng không? Cứu bồ này rồi, xong rồi. Bé Thu này, dính trưởng này bé. Một em nữa. Hết âm mạng rồi nha các bạn. Thôi ơi, hồi nãy đã âm dữ dằn lắm ấy chứ. Giờ hết âm rồi nè. Thôi xong. Ôi giời ơi. Vô đây. Kéo kìa. Sao kéo hay vậy? Kéo a. Này, núp lùm này. Vô đây. Chết nè, bom hồn thanh niên. Bốn mạng rồi các bạn ơi. Hay chưa? Lúc đầu phê vậy đó. Anh ở đâu cái kết? Úi giời, không phải dạng vừa đâu ấy nhỉ. Mi kìa. Ồ, Mi là con gái đúng không? Hello Mi nha. Chào Mi đẹp trai. Ủa bạn hay thế. Mà tiếc quá không trúng ai. Không trúng ai nè. Game cay VG éo hiếu luôn. Cay quá ha bạn. Lần sau đừng đi rừng nó để mình đi rừng cho. Trời ơi, mình đi rừng mình không cay đâu. Mình chỉ cứu thôi. Hú hú nè. Vô đây. À. Băng chủ hả? Ôi giời, xong mạng rồi anh ơi. Xong anh rồi anh ơi. Ngu người. Mẹ sao trâu thế? Sao anh ăn cái gì mà trâu thế nhở? 05 top làm game khó. Khó hiểu ha. Trời ơi, 05 thiệt luôn kìa. Trời ơi, top cho mình phế thế. Trời ơi, có khả năng thằng này thua quá các bạn ơi. Tiếp theo mình chuẩn bị bay này. Ái trời ơi, nó bay một cái kiểu không hiểu. Hình như bạn ấy có chiêu cuối, bạn ấy bấm cho nó có vậy hay sao á. Mình phải căn góc bay chứ. Bay làm sao mà phải hất tung được đối phương mới gọi là bay chứ. Bay kiểu gì đây? Chết tôi rồi. Gặp đồng đội kiểu này là chết rồi. Ôi. Vô. Chơi nó. Ôi ôi. Chơi nè, ui nó bay như một con chim luôn kìa các bạn.
này thì bay với chúng tôi này. Bay học này thì bay với chúng tôi này. Bay đấy, bay này. Người vỡ mồm anh thanh niên. Anh ơi đừng vã trụ em anh ơi. Rồi xong nó phá mất trụ rồi. Đánh lại đâu ta, hai đánh một không chuột cũng què. Quỳ nó, đúng rồi, hãy xem tôi đây. Chà, em. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, không đánh được nó lắm các bạn ạ. Ê ôi, nó mạnh thế. Khó chịu thế nhở. Rồi ba đánh một không chuột cũng què này. Phang chết nó luôn. Chạy mất tiêu à. Bạn ấy chạy mất tiêu rồi các bạn. Chạy mất tiêu luôn. Úi giời, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Để xa hòa cuộc vui, làm sơn chiếc áo bên vai, giờ còn lại chi. Hay lắm anh ơi, hay lắm anh ơi, hay lắm anh ơi. Ôi, phát đèn, phát đèn. Ê, 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 chơi nó, chơi nó, chơi nó. Mẹ, ui, sao mà đấy không trúng ở đấy, chết ngắc rồi, tưởng áo thu cho bạn luôn. Mà đấy mà đá chưa hai trúng ấy các bạn. Ui ôi, căng quá, căng quá. Cơ hội của mình toàn sạc đây rồi. Toàn sạc đây. Cơ hội. Cơ hội bạn ơi. Nãy giờ vẫn chưa trả thù được vị tướng gia ta nha bạn. Vẫn cảm thấy hơi bực mình ấy nhá. Bây giờ với cái trang bị như thế này thì mình có nghĩa là nếu mà gặp vị tướng gia ta nha bạn, lạc lối một phát là dồn combo một phát là đi luôn. Khẳng định với các bạn luôn. Này 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 này, Florentino là một phát chết luôn này. Nói không sai. Yeah. À đù, nó đánh kiểu méo gì mà sao nó đầy cây máu mình hết lớp chân nửa cây vậy? Cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Ôi rồi xong. Ôi rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Ôi giời ơi. Chơi nè, chơi nè, chơi nè, chơi nè, chơi nè. Chơi này, chơi này, chơi nè, chơi nè. Yo, 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 yo. Chơi nè, chơi nè. Chơi nè, chơi nè, chơi nè. Ô, 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 thanh niên, anh thanh niên. Ui, đồng lắm các bạn ơi. Yeah. Ê, béo ơi, béo ơi, béo, đứng dậy ơi. Chơi sớm mong sớm ác ơi. Chạy đâu. Ui, 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 chết mẹ. Ra ta, thời tới ơi, thời tới ơi. Nên là không muốn sống à. Muốn chết em. Trả thù thành công rồi các bạn ơi. Bay đi, bay đi. Mình chỉ cần lướt liều liều một cái là bay chết ngay mà. Bay hộ mình cái, bay đi. Mì quá các bạn ơi, triple kill. Ngó lanh cái nào. Ồ, xin xong rồi, win à. Xử thế. Rồi xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chỉ số nick của mình hiện tại đang vừa mới đăng tải rất là nhiều nick ngon. Các bạn có thể vào tham khảo. Đôi lúc nhân viên của mình nó úp mình nick lỗi thì các bạn có thể lấp lúa một cái nick ngon với cái giá cực rẻ nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Mai làm clip gì bây giờ ta? Các bạn comment cho mình biết đi nào.